Trung tâm điện tử Anh Phương xin chào tất cả các bác khách hàng thân yêu. Với những sản phẩm âm thanh ngày càng cao cấp và ngày càng chất lượng thì bên Trung tâm điện tử Anh Phương rất là tự hào khi mà là một trong những đơn vị mà được rất nhiều các bác khách hàng yêu quý cũng như đầu tư các sản phẩm. Đặc biệt là ngày hôm nay các bác đang đến với Trung tâm điện tử Anh Phương để sở hữu ngay những con đẩy với công suất lớn và cấu hình thì quá đặc biệt. Không biết là các bác có đủ loa để chơi với một con đẩy với công nghệ mà cao nhất hiện nay hay không. Và đặc biệt là những anh em đi làm show sự kiện, chúng ta muốn có một dàn máy công suất khỏe, tiếng căng, đồng thời nó nhẹ nhàng trong quá trình chúng ta vận chuyển. Thì hiện tại chúng ta đang có một con đẩy của hãng TL Sao, hàng bãi xịn, với công nghệ của Mỹ, với công suất của nó đạt đủ 1.300W cho một kênh. Dòng sản phẩm với 4 kênh. Đấy, 4 kênh. 1.300W một kênh. TL Sao. Dòng sản phẩm đẩy nguồn xung cực nhẹ và cực hay. Hiệu suất cao, độ bền bỉ và dẻo dai tốt. Đồng thời nó tránh được cái hiện tượng là sử dụng nguồn điện áp yếu trong quá trình sử dụng. Đây là phía đằng sau nó. Các cái sơ đồ gạt, các bác có thể tham khảo cái sơ đồ gạt ở trên con đẩy này. Đấy, chế độ bright, chế độ stereo, điều khiển độ nhạy. Đấy, rất nhiều tính năng hữu dụng với 4 đường jack canon vào và 4 đường jack neutral ra. Đấy, và đây chúng ta thấy rằng còn có đường link, đường tín hiệu nữa các bác. Con này chạy nguồn xung, máy của nó cực chất. Không biết là các bác nào đã chơi nguồn xung chưa, chứ còn nguồn xung thì tiếng của nó hay lắm các bạn. Con này đây, dàn tụ của nó này, tụ nhiều dã man. Tụ này không phải là tụ 80V, mới này 100V đâu các bác nhá. Tụ 200V đấy. Dung lượng của nó là 2700. Đấy, tụ điện áp rất cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tụ. Quạt gió này 1, 2, 3, 4 quạt. 4 quạt gió. Và đây là dàn tụ nguồn nữa này. 1, 2, 3, 4. 4 tụ ở đây nữa. Nguồn xung. Vì mạch của nó đây các bác này. Đối với vì mạch nguồn xung thì một cái công nghệ mới và nó khác hoàn toàn với lại những cái mạch Class H. Đấy, chạy mạch Class D luôn các bác. Tất cả các thông số kỹ thuật và logo thương hiệu đều được in ở trên vỉ. Một con đẩy này nó chơi cả dàn luôn các bác. Nếu như chúng ta đánh thì đánh được khoảng độ 2 đôi 7 2 5, nhẹ tinh 2 đôi 7 2 5 với một con đẩy. Em nghĩ rằng những cái dòng đẩy thông thường khó có thể đánh được. Nếu mà chơi con đẩy mà chúng ta vẫn mua cái con đẩy nhái và con đẩy mà Martin 1800 ấy, thì nó nặng kinh khủng luôn. Con đẩy Martin thì nó phải rơi vào suýt 40 cân, mà công suất của nó thì nói chung là nó cũng chỉ đạt được khoảng độ xấp xỉ 1000W một kênh thôi. Nhưng mà con đẩy này thì nhẹ tinh, nhưng mà đạt được đến 1300W. Chúng ta có thể đánh được một cặp xúc kép với lại khoảng độ 2 đôi bát 40 thoải mái, hoặc là 1 đôi 7 25 thoải mái. Đấy. Giá thành của con này thì anh Phương nhập số lượng cho nên giá thành rất hợp lý. Sản phẩm này trên thị trường đang bán 13 triệu đến 13 triệu 500 ngàn đồng. Và ngày hôm nay thì bên Trung tâm điện tử Anh Phương gửi tới các bác một cái giá cực tốt. Có lẽ là không thể tốt hơn. Với giá mà thậm chí anh em thợ cũng có thể nhập được, với giá 11 triệu 500 ngàn đồng một con này. Và đây là một sản phẩm anh Phương đang test để gửi cho bác tuyển. Một con đẩy TL Sao K1300. Xin cảm ơn bác Tuyển và cảm ơn tới tất cả các bác đã theo dõi video. Và hãy gọi cho anh Phương với số máy 097 1998 555 để sở hữu ngay con đẩy này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.